Các cổ phiếu ngành thép hay HPG nói riêng sẽ là những cổ phiếu rất đáng để đầu tư cho mục tiêu mua gom trong khoảng thời gian tới. Chị xin kính chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video phân tích về ngành thép và cụ thể hơn là phân tích về cổ phiếu HPG của mình dừng lỡ. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị đến với channel của Dương L, có thể để lại một like cũng như là subscribe để chúng ta có cơ hội gặp lại nhau ở trong những video phân tích của mình tiếp theo. Và ngoài ra mình cũng livestream vào lúc 4 giờ chiều thứ 2, thứ tư và thứ sáu các ngày trong tuần. Trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đi vào phân tích về cổ phiếu HPG để hiểu lý do vì sao cổ phiếu này sẽ là cổ phiếu rất đáng để mua gom đầu tư cho mục tiêu dài hạn trong khoảng thời gian tới. Ok, mình có đặt tên cho slide ngày hôm nay là HPG siêu chu kỳ mới. Thì nhìn vào cái tên này mọi người cũng hiểu là trong cái góc nhìn của mình trong khoảng thời gian tới ngành thép sẽ bước vào một cái chu kỳ tăng tiếp theo của nó và nếu như mọi người chưa biết cái chu kỳ tăng của ngành thép là mạnh như thế nào thì chúng ta có thể quay trở lại cái thời điểm năm 2020 năm 2021 để biết xem là giá cổ phiếu cũng như là định giá cổ phiếu HPG tăng mạnh như thế nào nhé Ok trong cái khuôn khổ của video ngày hôm nay thì mình sẽ đi vào các cái ý chính để cho mọi người dễ theo dõi để tránh bị lăn man mọi người nhé Ok trong video ngày hôm nay mình sẽ chia thành 3 phần một là triển vọng của ngành thép hai là phân tích của cổ phiếu HPG và thứ ba là đi vào phân tích kỹ thuật cũng như định giá cổ phiếu này. À, đầu tiên là về ngành thép thì mình có thể khẳng định thì cái giai đoạn hiện tại là cái giai đoạn đang tạo đáy của ngành thép. Thì đầu tiên chúng ta có thể nhìn vào cái giá thép Trung Quốc mọi người nhé. Nếu như mọi người đi vào phân tích cổ phiếu ngành thép ấy, chúng ta hãy xem cái giá thép Trung Quốc cho mình. Tại vì cái giá thép Trung Quốc này nó sẽ thể hiện rất là rõ cái cung và cái cầu của cái ngành thép trên toàn thế giới. Tại vì Trung Quốc là một trong những cái quốc gia sản xuất và xuất khẩu thép lớn nhất trên thế giới thì nhìn vào cái giá thép trung quốc này thì chúng ta cũng có thể thấy là nó đã phục hồi đâu đó khoảng 20% kể từ thời điểm giá đặt đáy quanh cái thời điểm tháng 8 và cái việc mà cái giá thép nó tăng trở lại như thế này phục hồi như thế này thì chắc chắn một phần nó cũng đến từ cái yếu tố là nhu cầu tiêu thụ thép tăng lên đúng không ạ nó mới khiến cho là cái giá thép tăng tất cả mọi thứ trên thị trường giá đều bị ảnh hưởng bởi cái tính chất cung cầu nên là chúng ta nhìn vào cái chặt này để chúng ta hiểu là cái nhu cầu nó đã phục hồi trở lại thì tại sao cái giá thép lại tạo đáy thì một là ngoài cái câu chuyện là cái giá thép Trung Quốc phục hồi 21% thì nó phục hồi trước những cái thông tin tích cực về PBOC là công bố có kích cầu lớn nhất kể từ cái thời đại dịch Covid và thứ hai là Trung Quốc cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc xuống còn là 0,5% à, cắt giảm lãi suất nới lỏng chính sách à, cho vay giảm tỷ lệ trả trước cho người sở hữu căn nhà thứ hai tại Trung Quốc và cái bối cảnh thép Trung Quốc đang khá giống với thời điểm năm 2015 và năm 2016 chị nhé ở đây thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là đây là cái chặt về cái thị trường bất động sản của Trung Quốc và chúng ta cũng biết ý, thép là một trong những cái nguyên vật liệu xây dựng xây dựng được dùng rất là nhiều trong việc xây dựng và chắc chắn là khi mà cái thị trường bất động sản nó phục hồi thì cái nhu cầu tiêu thụ nguyên vật liệu xây dựng mà cụ thể hơn ở đây là thép nó sẽ tăng cao thì ở đây cái giai đoạn là 2015 và 2016 là cái giai đoạn mà cái thị trường bất động sản của Trung Quốc tạo đáy và sau hàng loạt rất là nhiều các cái chính sách kích cầu được tung ra thì cái cái thị trường bất động sản của Trung Quốc phục hồi rất là mạnh. thì nó cũng tương tự với cái thị trường bất động sản của Trung Quốc giai đoạn từ 2020 đến thời điểm hiện tại khi mà chúng ta nhìn thấy rất là nhiều các doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc phá sản ví dụ như là cái trường hợp của Evergrande thì cái thị trường bất động sản ở Trung Quốc ở thời điểm hiện tại đang tạo đáy nền kinh tế của Trung Quốc phải gọi là rất là yếu khi mà chúng ta nhìn thấy là Trung Quốc bị giảm phát và nền kinh tế đang suy thoái rất là rõ rệt và cái chạt này chúng ta nhìn vào chúng ta bắt đầu thấy có cái sự phục hồi rất là rõ ràng thì đây là một trong những cái tín hiệu là có thể cái thị trường bất động sản của Trung Quốc nó đang ở trong cái quá trình tạo đáy anh chị nhá đó thì uh, nhìn vào cái một chút uh, vào cái, cái 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 ngành xây dựng và cái bất động sản của Trung Quốc thì cái đà phục hồi ấy của ngành thép Trung Quốc kỳ vọng sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn khi mà Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư công đấy điều mà năm 2024 là Trung Quốc đang rất là thiếu hụt mình kỳ vọng vào năm 2025 thì Trung Quốc sẽ đẩy mạnh đầu tư công và chắc chắn là cái nhu cầu tiêu thụ thép nó sẽ tăng và nó sẽ khiến cho cái giá thép trên thế giới cũng tăng theo và nếu như mà chúng ta nhìn vào cái chỉ số Rmi này, này thể hiện cái sức mạnh của thị trường bất động sản Trung Quốc ấy, thì đấy nó cũng rất là giống với năm 2015 và năm 2016 và mình cũng đang kỳ vọng là cái chỉ số Rmi này và cái thị trường bất động sản của Trung Quốc sẽ phục hồi và ít nhất là nó sẽ phục hồi cho năm 2025 à, tức là năm sau người nhá Ok chúng ta cũng nhìn qua một chút về cái giá thép ấy, nó cũng sẽ có cái sự tương đồng rất là chặt chẽ với cái chỉ số Rmi này đúng không cái giá cái cái chỉ số Rmi là cái đường sẽ là cây còn cái giá thép trên thế giới ý, là cái đường màu ghi này chúng ta có nhìn thấy là khi mà cái RMI năm 2015 và năm 2016 này phục hồi mạnh thì cái giá thép nó cũng tăng. Đó, Trung Quốc kích thích mạnh là nó cũng tăng. Cứ khi nào mà cái cái thị trường Trung Quốc nó thích kích thích mạnh chúng ta đều nhìn thấy cái giá thép tăng. Mà chắc chắn là cái giá thép tăng này nó sẽ kéo theo ít nhất là cái tâm lý đầu cơ của những nhà đầu tư đầu tư vào cổ phiếu ngành thép họ cũng sẽ mua vào cổ phiếu thép. Đó là về mặt ngắn hạn thôi mọi người nhá. Và tất nhiên là để hiểu cái động lực của cái bọn thép này thì chúng ta cũng sẽ phải xem xét về cái cái đầu vào. Tức là cái cái, cái 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 nguyên vật liệu, cái chi phí đầu vào của bọn thép. Thì mình sẽ để một cái video riêng, mình sẽ phân tích về cái uh, chuỗi giá trị của ngành thép sau cho mọi người hiểu nhá. Thì chúng ta cứ hiểu đơn giản ấy là để sản xuất ra được thép đúng không? Thì chúng ta sẽ cần các nguyên vật liệu đầu vào. Thì những cái nguyên vật liệu đầu vào ở đây chúng ta có thể nói là cái gì ạ? Là than cốc này, là quạng sắt này, là thép phế liệu này, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn vào ba cái nguyên vật liệu chính để sản xuất là thép. Chúng ta có giá than cốc thì cái giá than cốc tính đến thời điểm tháng 9 năm 2024 thì nó vẫn ở đang, đang ở cái giai đoạn đi ngang ở cái vùng thấp. Tất nhiên là nó không thấp như là cái năm 2020 và năm 2021, nhưng mà nó bắt đầu đi ngang ở cái vùng thấp so với cái mặt bằng chung tính từ năm 2022 đến thời điểm hiện tại. Thứ hai là giá quan sát thì vẫn đang đi ngang và ngang với cái mức năm 2019 năm 2020 và giá thép phế liệu nó cũng đang đi ngang và tất nhiên nó không bằng năm 2020 nhưng mà nó đang đi thấp hơn so với năm 2021 và chúng ta biết ý, cái ngành thép năm 2021 nó tăng trưởng kinh như thế nào đúng không ạ? Và chúng ta hãy nhìn vào cái giá thép thanh thì vẫn đang bắt đầu đi ngang Đúng không ạ? Giá thép thanh đi ngang Thì cái giá thép thanh này, này nó sẽ tăng mạnh khi mà cái nhu cầu tiêu thụ tăng cao Giống như thời điểm năm 2021 này, chúng ta đến năm 2022 Nhu cầu tiêu thụ thép tăng cao thì nó sẽ khiến cho cái giá thép tăng cao lên Thì chúng ta đang chờ đợi là cái giá thép tăng cao nữa Thì đó sẽ là cái điều kiện đủ để cái cổ phiếu thép nó hưởng lợi Rất là lớn tới từ cái nguyên liệu đầu vào Nguyên liệu đầu vào mà giảm đi mà trong khi đó mà thành phẩm đầu ra tăng lên thì nó sẽ khiến cho cái biên lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành thép tốt hơn, đúng không ạ? Thì uh, nhìn qua về cái mảng tiêu thụ này thì uh, cái doanh số hồi phục nhu cầu bất động sản dân dục trong nước ấy đang phục hồi khá đáng kể kể từ năm 2024 và chúng ta cũng biết ấy, là cái năm 2024 này năm nay nếu như mà mọi người tham gia thị trường bất động sản thì chúng ta sẽ thấy rằng cái thị trường bất động sản của của Việt Nam mình đang cực kỳ hot và cực kỳ nóng. Trước những cái câu chuyện liên quan đến là luật đất đai sửa đổi nó cũng khiến cho cái 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 nguồn cung cũng như là cái nhu cầu giao dịch bất động sản nó tăng lên rất là mạnh mẽ so với thời điểm năm 2021 và năm 2022. Tuy nhiên cái luật đất đai sửa đổi này nó đang bị giới hạn một cái là nó sẽ khiến cho những cái doanh nghiệp nào có sẵn dự án nó mới cứ hưởng lợi thôi. Và ngoài ra nữa thì chúng ta cũng biết là ở thời điểm hiện tại Việt Nam chỉ đang ưu tiên phát triển những cái à xin lỗi, Việt Nam đang à, hạn chế các cái dự án bất động sản xây mới tại các cái khu vực nội thành lớn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và dự kiến là phải đến năm 2026 chúng ta mới có những cái dự án mới tại hà nội và thành phố hồ chí minh thế nên là khả năng là ở trong cái những cái khu vực nội thành thì chúng ta sẽ thấy là cái nhu cầu tiêu thụ thép nó không được cao cho lắm tuy nhiên thì đang có một cái hiện tượng là mình đang nhìn thấy là những cái dự án ở khu vực ngoại thành đang phát triển mạnh hơn rất là nhiều ví dụ như là chúng ta có vinhome vũ yên tại hải phòng đúng không ạ à, chúng ta có rất là nhiều các cái dự án của vinhome chắc chắn là sẽ triển khai rất là mạnh trong cái khoảng thời gian tới ở rất là nhiều các tỉnh và địa phương khác nhau thì mình cũng kỳ vọng là với những cái dự án xây dựng ấy của Việt Nam mà nó phát triển mạnh trong khoảng thời gian tiếp theo, thì doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất chắc chắn sẽ là cổ phiếu HPG, tại vì đây HPG là một trong những cổ phiếu mà cung cấp thép xây dựng và thép sử dụng cho cái nhu cầu tiêu thụ nội địa nhiều nhất mọi người nhá. Đó. Thì chúng ta cũng nhìn qua về cái các cái dự án triển khai khu vực miền Bắc và khu vực miền Nam thì chúng ta cũng có thể thấy là khu vực miền Bắc của chúng ta là là, là các cái dự án triển khai rất là mạnh, đúng không ạ? Tính từ thời điểm năm 2023 năm 2024 và mặt bằng ấy nó cao hơn rất là nhiều so với năm 2021 và năm 2022 và vì thế nó cũng khiến cho cái nhu cầu tiêu thụ thép nó cũng sẽ tăng lên trong khoảng thời gian tiếp theo. À, các cái dự án cấp phép mới tất nhiên là nó sẽ rất là thấp rồi, nó thấp hơn năm 2020 và năm 2021 rất là nhiều. thì cái xu hướng của các cái dự án được cấp phép mới như thế này nó sẽ tăng trở lại vào thời điểm năm 2026. mọi người nhé, thì đó là cái chu kỳ nó hơi xa. Thì cái cái video này thì mình sẽ làm cho mục tiêu nhìn theo à, theo hai quý chẳng hạn đó mọi người nhé. tại vì thông thường là mình đầu tư dài hạn thì mình sẽ tính khoảng nửa năm, nửa năm tất nhiên là chưa phải là một cái 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 quá trình cái con đường nào nó quá là dài hạn đâu nhưng mà đối với mình như thế là là ổn, mọi người nhá như thế là là ổn rồi. À, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào cái phân tích về cổ phiếu HPG, đây là cổ phiếu đầu ngành của cái nhóm thép, tất nhiên là còn rất là nhiều cổ phiếu khác à, trong cái nhóm thép vẫn đáng để đầu tư và đáng để theo dõi. Tuy nhiên cái con điểm của mình khi mà một ngành phục hồi thì cái cổ phiếu đầu ngành sẽ là cái cổ phiếu phục hồi đầu tiên. Thế nên là mình sẽ ưu tiên phân tích cổ phiếu HPG và HPG là một trong những cái cổ phiếu có thanh khoản lớn và nó sẽ đáp ứng đủ những cái nhu cầu đầu tư của các cái nhà đầu tư với cái nắp to mọi người nhé Nếu mà chúng ta đầu tư vào những cái doanh nghiệp nhỏ ví dụ như là VGS, ví dụ như là HMC uh, hay là là uh, đấy mấy cái doanh nghiệp nhỏ nhỏ như vậy thì nếu như mà chúng ta nắp khoảng 30 40 tỷ, 50 tỷ chúng ta đầu tư vào chúng ta sẽ rất là khó để có cái tính thanh khoản đáp ứng đủ cái nhu cầu mua bán của chúng ta nên là HPG sẽ là cái cổ phiếu được lựa chọn một cách an toàn nhất mọi người nhé và mình cũng sẽ đi vào phân tích về cái động lực của cổ phiếu HPG thì cái động lực lớn nhất của cái thằng này chắc chắn chúng ta phải nói đến cái dự án dung cốt 2 thì cái dự án dung cốt 2 này quy mô của nó sẽ mang lại khoảng 5,6 triệu tấn HRC cho cái thằng HPG thì ở cái giai đoạn 1 tức là phân kỳ 1 ấy thì nó đang đang hoàn thiện được khoảng 80% và nó sẽ chạy thử vào thời điểm cuối năm 2024 đó, và đó cũng chính là lý do vì sao mình tham minh lên cái video này Tại vì vào cuối năm 2024 này, tức là thời điểm quý 4 rồi đó chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy những cái tin tức liên quan đến cái dự án Dung Quất 2 này được đăng lên báo chí và chắc chắn đây là cái dự án phải gọi là siêu dự án của Thăng hòa Phát và cái dự án này nó sẽ mang lại cái động lực tăng trưởng rất là lớn cho Thăng hòa Phát và dự kiến là nó sẽ bắt đầu ra sản phẩm vào thời điểm quý 1 năm 2025 cái giai đoạn mà thứ hai là cái giai đoạn phân kỳ 2 nó sẽ chạy thử vào quý 3 năm 2025 và chính thức hoàn thiện vào quý 4 năm 2025 thế nên chúng ta phải nói rằng năm 2025 sẽ là một cái năm rất là nhiều tin tích cực đối với Thăng hòa Phát và cái công suất của nó sẽ tăng lên rất là nhiều và chất lượng tài sản của nó vì thế nó cũng sẽ tăng cao tăng hơn rất là nhiều mọi người nhé chất lượng tài sản lát nữa chúng ta sẽ nói sau tại vì đối với con HPG này mình lại thích sử dụng P trên B chứ mình không sử dụng P trên E lát nữa mình sẽ giải thích lý do cho mọi người vì sao nhé đó thì chúng ta hãy nhìn vào những cái dự phóng của các công ty chứng khoán về cái sản lượng tiêu uh, sản lượng tiêu thụ dự phóng năm 2025, 2026, 2027, 2028 thì đó thì chúng ta sẽ nhìn vào những con số này uh, hiệu suất giả định đại dự án khoảng 27% này, 54, 89, 107, tất nhiên là chu kỳ này nó là chu kỳ 4 năm nó rất là dài chúng ta nhìn qua để chúng ta hiểu được là cái động lực và cái sự kỳ vọng đối với cổ phiếu hpg là như thế nào mọi người nhá và cái động lực thứ hai dành cho con hpg này đó là những cái chủ trương là áp thuế chống bán phá giá với thép cắn nóng nhập khẩu đó là để bảo vệ doanh nghiệp nội địa và người tiêu dùng mọi người nhá thì chúng ta phải hiểu một chút nhá là nếu như mà áp vào cái thuế chống bán phá giá với thép cắn cuộn nóng ấy tức là thép hrc ấy thì thằng Hòa Phát sẽ được hưởng lợi nhưng mà những cái thằng mà sản xuất tôn mạ Giống như là Hoa Sen hay Nam Kim ấy sẽ không hưởng lợi tại vì thép cán cuộn nóng nó là là nguyên vật liệu đầu vào của hai cái thằng này. Đó thế nên chúng ta phải hiểu một chút. Tuy nhiên thì đây là khuôn khổ mình nó phân tích của cổ phiếu HBG nên là những cái chính sách này sẽ là những cái chính sách mà nó thằng HBG được hưởng lợi rất là lớn. Đây chúng ta nhìn đây, đang bắt đầu nó lick ra những cái quyết định là gia hạn thêm 5 năm về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cắn phẳng được sân nhập khẩu vào việt nam đó à, và đây là những cái sản phẩm tới nhập khẩu từ đại Hàn dân quốc và cộng hòa nhân dân trung hoa cái này thì là, là khả năng cao là thứ hai cũng sẽ cho ra một cái nhịp tăng khá là tốt của cổ phiếu hoa phát thì à, để xem là ngoài ra ấy, thì mình cũng có viết một cái bài phân tích ở trên cái nền tảng f 247 này nếu như mọi người không có sơ này của mình thì mình sẽ gửi lại cái bài phân tích này ở link ở phía bên dưới nhé phần bình luận ở phía bên dưới nhé mọi người có thể xem lại ở đây mọi người nhá ok thì chúng ta hãy cùng đi vào À, phân tích kỹ thuật cũng như là về định giá cổ phiếu HPG một chút à, nhìn qua về cái định giá của HPG ấy thì mình sẽ sử dụng cái tương quan P trên B và ROE của cái thằng HPG này à, cùng ngành thì à, thời điểm hiện tại cái P trên B của thằng à, HPG này đâu đó khoảng 1,5 thì nó cao hơn một chút so với những cái doanh nghiệp um, thép Trung Quốc mọi người nha cao hơn một chút một phần là do là cái nền kinh chung kinh tế của Trung Quốc suy thoái thế nên là cái P trên B của những cái thằng này nó sẽ không được tốt cho lắm à, thứ hai nữa là là và nhìn vào cái PE và pb trailing của con HPG này thì cũng không ở mức đắt mọi người nhé cái P trên E của nó thì ở thời điểm hiện tại hơi cao nó rơi vào khoảng 15 P trên E hiện tại của Hòa Phát rơi vào khoảng 15 tuy nhiên là có lý do của nó tại vì cái EPS của thằng Hòa Phát ở cái giai đoạn hiện tại nó không được hấp dẫn cũng như ừ, cái EPS không được hấp dẫn thế nên nó khiến nó thằng Hòa Phát này nó kéo cái P trên E này lên hơi cao thế nên là nếu như mà trong khoảng thời gian tới nếu như mình đặt cái giả định là ngành thép phục hồi cái EPS của thằng Hòa Phát được cải thiện thì cái P/E của nó nó sẽ thấp đi nó sẽ lại trở nên hấp dẫn à, và chúng ta nhìn qua cái P/E của cái thằng Hòa Phát này so với ngành thì nó chỉ nó chỉ uh, thua mỗi cái thằng HBIS Group Steel thôi còn lại thì vẫn cao hơn và bằng chung. ở đây chúng ta sẽ nhìn vào cái EPS của thằng Hòa Phát mọi người nhìn cái nền này cái nền lợi nhuận năm 2023 và năm 2024 mới phục hồi rất là thấp tất nhiên tất nhiên là năm nay là chúng ta làm mới là phục hồi so với năm 2023 nhé nhưng chưa phải là mức cao mọi người hãy nhìn cái mức duy trì trung bình ấy của cái thằng Hòa Phát này cái thời điểm năm 2019 FPS của nó phải rơi vào khoảng 3.000 đây là thời điểm đặt ngưỡng trung bình nhá và ở thời điểm hiện tại cái, FPS của thằng này đâu đấy là bao nhiêu nhỉ để mình xem lại của thằng Hòa Phát FPS à, của nó HPG FPS của thằng này hình như nghìn rưỡi à hiện tại đang là gì FPS à, EPS nghìn chín đang là nghìn chín đó thì bây giờ cái dư địa tăng FPS rất là nhiều với cái FPS nghìn chín như thế này chúng ta đang cho ra P trên E đâu đó khoảng 15 cho đến 16 nếu như mà, mà bây giờ mà EPS nó tăng lên khoảng 3.000 đến 4.000 đi chắc chắn là cái P trên E của chúng ta sẽ phải giảm gấp đôi xuống còn có có 8 thôi đúng không ạ? Thì lúc đấy P trên E của chúng ta sẽ dễ rẻ hơn rất là nhiều. Đó nên là đó là một cách mà mình dự phóng cái 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 P trên E của cái thằng Hòa Phát này người nhá. Nên là cái P trên E ở thời điểm hiện tại thì mình có để cái P trên E của thằng này ở đây. Uh, P trên E đây, cái P trên E của thằng này ở đây. Thì tắt cái này đi nhá. Đó thì chúng ta có thể thấy là P ở thời điểm hiện tại là 16 đúng không? Ở trong quá khứ của nó là là đi ngang là khoảng à, cái thời điểm năm 2021 thì là bao nhiêu? 8 lần đúng không? Khoảng 8 đến 9 lần. Đó thì bây giờ nếu như mà cái EPS của thằng này duy trì ở mức trung bình khoảng ba 3.000 đúng không? Khoảng 3.000 thì cái P của chúng ta sẽ giảm còn khoảng 9 lần Thì đó là sẽ là cái mức rất là phe Cái thông hòa phát ở thời điểm trong tương lai à, Và ngoài ra nữa thì mình rất là thích định giá cái con hòa cái 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 con hòa phát này bằng cái P trên B mọi người nhé thì à, đầu tiên chúng ta nhìn qua mặt bằng chung cái P trên B của thằng hòa phát này đang ở mức khoảng 1,6 và nhìn qua những cái năm trước ấy, thậm chí nó có thời điểm những cái năm 2009 P trên B của thằng này lên tới trên 2,4 trên 2,5. 2,5 đúng không ạ? Có những cái thời điểm chu à, kỳ thuận lợi của thằng P trên của thằng Hòa Phát này, P trên B nó sẽ rơi vào khoảng 2,3 trên 2. Thì chúng ta có thể hiểu là thời điểm hiện tại cái mức 1,6 này ấy, nó đang rất là cận với những cái vùng đáy của năm 2015 này, đáy năm 2019. 2019 đáy của nó là bao nhiêu? Chúng ta xem cụ thể với cái P trên B của thằng Hòa Phát này nhá. Đây. Ờ, mình sẽ xem theo năm, ok, xem theo năm được rồi, tắt hai cái này đi. Đó, thì P trên B của nó là có những cái thời điểm chỉ khoảng 1,5 mà 1,3 lần thôi, bên 1,6 vẫn còn là rất rẻ. Mọi người nhá, đây là những cái thời điểm trũng đấy, 2015, 2019 những cái năm gần đây, những thời điểm trũng thì tức là cái P trên B thời điểm hiện tại của thằng này đang rất là rẻ và tại sao mình lại dùng mình lại thích dùng P/B B để định giá các thằng hòa phát này thì mọi người hiểu ý đặc là những cái thằng mà ngành sản xuất đấy và đặc biệt là các thằng thép này này là những cái ngành sản xuất dựa trên các cái máy móc dựa trên các cái hàng tồn kho thép nói chung là dựa trên tài sản rất là nhiều và những cái mô hình tức là thường thường chúng ta sẽ nhìn thấy là cái P/B B là hay được sử dụng để định giá những cái ngành tài chính đúng không kiểu ngân hàng chứng khoán vân vân và vân vân thì mình lại rất là thích sử dụng cái P trên b này định giá những cái thằng như là thằng thép này tại vì nó sử dụng capex tức là sử dụng những cái tài sản cố định những cái tài sản để tạo ra dòng tiền đó thì bây giờ chúng ta hãy hiểu một chút nếu mà chúng ta sử dụng p trên b nhỉ nếu như mà cái p trên b của cái thằng hòa phát này dưới một nhé chúng ta hãy hiểu một cái vấn đề là chúng ta có thể mua cổ phiếu hòa phát khi mà cái p trên b của nó dưới một đấy chúng ta có thể mua cổ phiếu hòa phát ở một mức giá rẻ ok rẻ hơn cái giá trị thực cái giá trị thực ở đây là gì là chính là những cái máy móc mọi người hiểu ví dụ mọi người phải mua một cái máy cán thép đi với giá là một tỷ đi nhưng mà p trên b của nó chỉ có 0.9 thôi tức là chúng ta chỉ phải mua cái cái máy cán thép đó với giá là 900 triệu tức là chúng ta đã lãi được 100 triệu đúng không ạ thế nên là cái việc mà cái con hòa phát này này có p trên b rẻ ấy, có nghĩa là chúng ta đang được mua cái đống tài sản của nó với mức giá rẻ đúng không ạ bây giờ ok mọi người đi mua thép mọi người ôm cả đống thép vào đi ngoài kia đi thì ok chúng ta hiểu là chúng ta mua thép nhưng mà đầu ra có không có hoàn toàn có thể bán được thép mang đi bán đồng nát sắt vụn cũng bán được mà đúng không thế nên là cái thằng hòa phát này mình rất thích sử dụng P trên B tất nhiên là đấy là do cái 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 cách hiểu của mình thôi nhá à, nếu như mọi người đi tham gia những tham khảo những nguồn khác thì người ta vẫn bảo là định giá P trên E à, tuy nhiên đấy thì bị một cái là cái P trên E của thằng hòa phát rất khó định giá tại vì cái thằng cái thằng thép này này nó bị ảnh hưởng rất là mạnh bởi cái tính chu kỳ cái ngành này là cái ngành rất nặng tính chu kỳ nên là sử dụng P trên E sẽ hơi khó một chút Đấy, nên là nhiều lúc chúng ta sử dụng P trên B chúng ta dựa vào tài sản để định giá đặc biệt là trong cái bối cảnh mà cái cổ phiếu nó được định giá cái mức hợp lý và cái mức rẻ thì cái sử dụng P trên B này nó rất là hay đặc biệt là với những cái thằng này những cái thằng kiểu 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 kiểu, kiểu hòa phát những cái thằng mà nhiều máy móc nhiều hàng tồn kho vân vân và vân vân đúng không ạ thì ở thời điểm nói qua hàng tồn kho một chút thì nhìn qua về cái báo cáo tài chính của cái thằng hòa phát này thì chúng ta có thể thấy ở thời điểm hiện tại của nó nó đang chữ rất là nhiều hàng tồn kho Tính đến là thời điểm hiện tại nó đang chữ hàng tồn kho khoảng 42.000 rồi, 42.000 tỷ hàng tồn kho. Thì cái thời điểm năm 2021 của nó, cái thời điểm đạt đỉnh thì nó cũng à, bắt đầu suy thoái, nó cũng nhận, nâng cái tỷ lệ hàng tồn kho này lên rất là cao. Đây chúng ta nhìn theo quý ở thời điểm hiện tại quý 2 là hàng tồn kho đang có cái xu hướng giảm dần nhá. Chúng ta đã có một quý giảm rồi. Thì khả năng cao là cái nhu cầu tiêu thụ thép nó đang quay trở lại. Thì à, nhìn qua về cái thời điểm mà cái hàng tồn kho của nó đạt đỉnh là cái thời điểm quý 3 năm 2022 đúng không ạ? thì chúng ta ở đây à không có thời điểm đỉnh ở quý 2 năm 2022 thì đó sẽ là cái giai đoạn mà cái ngành thép của chúng ta tạo đáy thì chúng ta biết là cái quý cái năm 2022 cái thị trường bất động sản của chúng ta bị hít rất là nặng bởi cái câu chuyện là vỡ trái phiếu thế nên là đó sẽ là cái thời điểm mà các doanh nghiệp của chúng ta nâng cái tỷ trọng hàng tồn kho lên rất là cao đấy bắt đầu từ thời điểm quý 3 năm 2021 thì thằng Hòa Phát này tăng cái lượng hàng tồn kho lên rất là lớn thì à, nếu như mà hàng tồn kho giảm thì đó sẽ là một trong những cái báo hiệu của cái việc là cái nhu cầu tiêu thụ thép nó đang quay trở lại thì mình cũng đang kỳ vọng là cái hàng tồn kho trong khoảng thời gian tới giảm giảm đâu đó về mức dưới 30.000 đi thì nó tốt hơn tức là cái nhu cầu tiêu thụ thép nó tăng cao nó chắc chắn là nếu mà cái nhu cầu tiêu thụ thép tăng cao tức là cái thị trường bất động sản và thị trường xây dựng nó phục hồi trở lại và nó một phần nào đấy nó thể hiện cho cái việc là cái nền kinh tế của chúng ta phục hồi mọi người nhé tiếp theo nhìn về cái mặt kỹ thuật thì ở thời điểm hiện tại ý, cái tham hòa phát này nó đang cho ra những cái vận động về back test thì những cái back test này này nó rất là đẹp mọi người nhé nếu như mọi người có học phân tích kỹ thuật ấy học cái kiểu đơn giản thôi thì chúng ta cũng có thể nhìn ra được đây là cái mô hình gì ạ? À? Hai đáy, đúng không ạ? Và khi mà hai đáy vượt neckline này, cổ phiếu có những cái pha quay trở lại backtest đúng không ạ? Backtest lại cái neckline sau đó kéo tiếp là chuyện rất là bình thường đúng không? Thế nên đây là cái pha backtest và cái chính cái pha backtest này nó sẽ là là cái điểm mua của chúng ta mọi người nhá. Tại vì sao? Tại vì cổ phiếu backtest lại và nó có cái lực cầu ở đây và nó không không gãy và cái khối lượng tại cái đoạn mà backtest này nó rất là nhỏ thể hiện cái việc là cái lực cái cái lực bán ra không xối xả. Mọi người nhá, nó sẽ thì ở cái điểm mua quanh cái giá 26.3 này sẽ là cái điểm mua cực kỳ an toàn của thằng Hòa Phát. Thì đối với mọi người ấy, mọi người đầu tư những cái cổ phiếu mua gom như thế này, mọi người chia làm 3 lần mua cho mình. Cái lần đầu tiên chúng ta sẽ mua ở cái giá 26.3 thì phòng trường hợp cổ phiếu đạp gãy luôn, nó đạp về lại cái nền này backtest lại cái giá 24.9 nó sẽ là cái lần mua thứ hai của chúng ta. Thì cái lần mua thứ ba của chúng ta sẽ là cái đoạn mà nó về đây và nó bật hồi trở lại. Nó bật qua được cái MA20 thì chúng ta sẽ mua lần 3 ở đây và chúng ta chính thức phun tỷ trọng ở đây còn trong cái kịch bản mà nó về backtest lại cái vùng 26.3 và nó phục hồi lên thì trong thì đây là sẽ là lần mua thứ nhất của chúng ta nhé, lần mua thứ hai là khi nó vượt lại được MA 200 và MA 100 và lần mua thứ ba là khi mà nó vượt được cái giá 27.6 mọi người nhé, đó và chúng ta sẽ kỳ vọng là nó ít nhất trong ngắn hạn nó sẽ phải về lại cái vùng đỉnh giá 30 000 trên một cổ phiếu thì nên là cái kỹ thuật của con này mình đánh giá là cũng ổn và cũng rất là lành mọi người nhé, không có cái tín hiệu của cái việc là bán xối xả cái khối lượng bán nó cũng không phải là 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 quá là kinh khủng tất nhiên là nó đã phủ nhận hoàn toàn hai cây break nhưng mà nó đang cần phơm ra cái đoạn 26.3 này là cái đoạn cân bằng của cổ phiếu HPG đây vừa là backtest cái vùng neckline cũ đây vừa là Meiji Ichimoku thế nên đây sẽ là cái hỗ trợ rất là cứng của cổ phiếu HPG trong cái bối cảnh cái thị trường ở thời điểm hiện tại ấy, nhóm banh thì đang hơi đuối rồi chúng ta nhìn thấy con SCB này một cây giảm sàn rất là mạnh gần sàn xin lỗi gần sàn rất là mạnh hay là cái nhóm bất động sản leader là con Vinhome này cũng bắt đầu chứng kiến cái lực xả ra cái nhóm mà chứng khoán thì nó thật với mọi người là kết quả kinh doanh nó không được tốt cho lắm thế nên là ở thời điểm hiện tại thì mình list down ra là còn cái nhóm thép này là có cái động lực đó ở mức là tốt mọi người nhé chúng ta cũng nhìn vào cái 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 lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2024 của nó cũng tăng trưởng tốt so với quý 3 năm 2023 thì mình đang kỳ vọng là quý 4 xin lỗi quý 3 Thôi nhầm quý 2 năm 2024 tăng trưởng gấp đôi so với quý 2 năm 2023 thì mình cũng đang kỳ vọng là cái quý 3 năm 2024 thì ít nhất nó cũng sẽ tăng trưởng so với cùng kỳ và với cái bối cảnh là ở thời điểm hiện tại ý, cái giải ngân vốn đầu tư công nó đang đang phải đẩy mạnh hơn ấy thì mình cũng kỳ vọng là cái quý 3 năm 2024 nó cũng sẽ tăng trưởng so với quý liên kề là quý 2 năm 2024 mọi người nhá. Thế nên là trong khoảng thời gian tới mọi người hãy để ý cổ phiếu HPG cho mình thì mình cũng cũng êm con này giống như là con Vinhome ấy, mình mình gom Vinhome và mình đầu tư Vinhome tính đến thời điểm hiện tại là 4 tháng và cái biên lợi nhuận sinh ra là khoảng 30%. Thì đối với con HPG này thì mình cũng target đặt ra là khoảng đến cái vùng đỉnh này ít nhất là cái vùng đỉnh này là 13,1% trong ngắn hạn mọi người nhé trong ngắn hạn ý còn về dài hạn thì mình sẽ sử dụng Fibonacci để mình uh, tính toán được những cái vùng uh, kháng cự cứng của nó thì đây sẽ là một cái vùng kháng cự cứng và nếu như mà nó xử lý tốt được cái vùng giá 29 này thì cái target mình đặt ra cho cái con HPG này nó sẽ phải là ở cái vùng giá 33.000 đồng trên một cổ phiếu là đụng đâu đó khoảng 30% cho con HPG này ta uh, định chiến lược kéo dài khoảng 6 tháng mọi người nhé Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều và nếu như mọi người thấy những video phân tích về các cổ phiếu nhận định thị trường cũng như là những buổi livestream của mình mang lại nhiều kiến thức và nhiều giá trị, mọi người có thể để lại một like cũng như là subscribe để chúng ta có cơ hội gặp lại nhau ở trong những video tiếp theo cũng như là trong những buổi livestream vào lúc 4 giờ chiều thứ hai, thứ tư và thứ sáu của mình. Chúc các bạn ngủ ngon và giao dịch thuận lợi vào ngày mai nhé.